Can you see my screen? Mình thấy màn hình của cô chưa con? Very good. So now let's start with Coffee. Coffee. number one. Coffee. Rồi, tại sao con lại nghĩ là coffee? À, tại vì nó có màu giống màu đen đen. Và Black nó là uống màu được. đen. And bitter. What does it mean bitter? Nó đắng. Đúng rồi, bitter là nó đắng ha con. Very good. Number two. Number two. Câu số 2. Đây là con rùa. Con rùa tiếng Anh là gì Minh? Turtle. Turtle, very good. Tại sao con lại nghĩ là turtle? Why? Why? What do you think it is a turtle? It's move very slowly. It's move very closely and the hard shells và cái mai rùa của nó nữa ha. A hard shells, một cái vỏ cứng là cái mai rùa của nó. Nên mình chọn turtle. Very good. Number three. Number three, what is your answer? A destiny. Dented, because you can see the word. Bởi vì con thấy từ gì mà con chọn chữ dentist? Từ gì? Từ gì giúp mình chọn được chữ dentist? Because you can see the word tooth dead. What does it mean tooth dead? Mình thấy chữ tooth dead ha. Tooth dead là gì Minh? Tooth dead ở câu số 3 có nghĩa là gì con? What does it mean? Là đau răng. Đúng rồi. Number 4. Number 4, what is your answer? Number 4, what is your answer? Đáp án của mình câu số 4 là gì? Number 4. Là a queen. Queen. Why? What do you think it is a queen? Lý do? Lý do con nhận đáp án là queen. She live in a castle. She live in the She castle. is the wife of a king. A wife of a king là vợ của vua ha. A wife of king và chữ castle giúp mình chọn đáp án là a queen. Very good. Continue number five. Number five. Number five. What is your answer? Number 5, câu số 5 đáp án của mình là gì con? A hamburger, very good. Bởi vì mình có thấy liệt kê những cái nguyên liệu đúng không? Của hamburger như là bread, fried, potato, beef, vân vân. So the answer is hamburger, very good. Number 6. Number 6. Chile. Chili, because why? Tại sao con lại nghĩ là chili? Because This is spicy. Spicy, what does it mean? spicy. 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 Cay, đúng rồi, nên mình chọn chili. Number 7, câu số 7. Number 7. Number seven là five.
Firefly. Coi là con gì vậy con? Ừ. Firefly. Dạ con đom đóm. Đúng rồi, because we can see the world shine as night. Mình thấy được chữ tỏa sáng trong đêm ha. Shine as night. So the answer is Firefly. Continue number 9. What is your answer? Yeah. Number 9. À, number 8 chứ đúng không con? Còn con số 8 nữa. Okay, so sorry. Number 8. Dolphin. Don't faint. Are you sure? I'm sure. Very good, because we can see the word. Bởi vì mình thấy từ gì đó mình. This animal has a long nose. Long nose and smart, thông minh ha. So the answer is dolphin, cá heo thì thông minh. Because it can save people. Bởi vì nó có thể giúp người, save people. Number 9, câu số 9. Number 9, what is your answer? Gì cơ? Câu số 9 đó con. Dạ là squid. Squirrel, very good. Đó là con gì vậy Minh? Squirrel. Con sáo. Con sóc, đúng rồi. Because we can see the word collects nurse. Nó thường ăn những cái loại hạt ha. Thức ăn của nó thích ăn hạt. So the answer is squirrel. Very good. Number 10, câu số 10. Number 10, what is your answer? Oh, it's rabbits. Rabbit, very good. Correct answer, rabbit. Continue number part number 2. Tiếp theo phần số 2 ha. Right, yes or no? Let's start with number 1. Yes or no? Yes. Yes, there are a man and a dog. Yes, đúng rồi. Number 2. Number 2, what is your answer? Yes. Yes, two. Đúng rồi. Mình có thể thấy người đàn ông đang đội một cái nón ha. So, yes, two. Number 3. Number 3. Number 3. He has a bottle in his hands. Yes or no? Yes. No. Câu này có nghĩa là anh ấy đang cầm một cái chai nước trong tay. No. Người đàn ông không có đang cầm chai nước con. Anh ấy cầm cái gì? Cục xương. Ok, Tại con so. lợn nhầm với bồn. Oh, có nhà mấy chữ bon đúng không? Right. So the answer is no. Không phải là bottle mà là born. Number 4, câu số 4. Number 4. Number 4, what is this? Dog is eating a bone. Yes or no? No. No, đúng rồi. The dog is not eating a bone. Number 5. Yes or no? Number 5. Yes or no? Number
Number four, the bag is full of bones. Cái giỏ thì đầy ắp những cái cục xương. Yes or no? Look at the picture. Có nhìn xem có phải trong cái túi, trong cái giỏ nó có đầy những cái cục xương không? Nếu đúng thì mình nói yes, sai thì no. Yes. Yes, đúng rồi. Number 5, yes. Tiếp theo, number 2, exercise number 2. Write true or false, tương tự. Trong phần này thì nếu đúng ghi true, nếu sai ghi false cho cô nha. Let's start with number 1, câu số 1 nè. Mình thấy câu số 1 chứ con? There are two people in. Yes, there are two people in the picture. True or false? True or false? True or false? True, đúng không? Đúng ha. Rồi, lớn cho cô nghe không rõ. I cannot hear you clearly. Number two, câu số 2. True or false? Number two, the girl looked unhappy. True or false? Khoan từ từ cô. Okay. Phone. Con sửa lại cho cô đi. Nếu như phone thì mình sửa lại như thế nào cho đúng? Happy, đúng rồi. Unhappy Đúng rồi, giỏi. Number 3, câu số 3. happy. True. Ơi. Number 3, four are True. Con true. nói True, đây they chưa? are star on top of the street. Con nói nãy giờ hả? Nãy giờ cô đợi mình, cô nghe không rõ. There's a star on top of the tree. Có một ngôi sao ở trên đỉnh cây. Đúng rồi. True. Number 4. True. True, they are opening a bus. Đúng luôn. Number 5. Oh. Phone, the boy is touching the boss. Con sửa lại con này cho cô thành đúng đi. The girl is touching the Very good. The girl is touching the boss. Hoặc là the boy is not touching the boss đều được ha. Continue part number 3. Tiếp theo mình tới part number 3 nha. So number 3, number 1, what is your answer? box. B. B. Right, con dịch cho cô câu này đi. Tại sao là B? What does it mean B? Câu này có nghĩa là gì? B. Dạ, mẹ hỏi là bạn có chơi bóng đá không? Còn bao trả lời là tôi thích chơi bóng đá. Tôi chơi bóng đá vào mỗi tuần. Every weekend, very good. Bạn có chơi bất kỳ môn thể thao nào không? Thao, Thao trả lời là tôi luyện tập môn bóng đá mỗi cuối tuần. B is the correct answer. Number 2, câu số 2. Number 2, what is your answer? Đáp án của mình ở Dạ. câu số 2 là gì con? Đáp án của con ở số 2 là gì? Dạ là C. C, no, I don't have a team. Right. C is not the correct C. answer. C chưa phải là đáp án đúng trong câu số 2 này.
Chọn đáp án khác cho cô, A hoặc là B. B. B, yes I were. No, the correct answer is A. Are you in our school soccer team? Yes, I am. Vâng. Trả lời là yes, I am. Người ta hỏi mình are you? Mình trả lời là yes, I am. Tiếp theo, number 3, câu số 3. Câu số 3, which position are you? Position có nghĩa là vị trí ha. Vị trí thi đấu trong đội bóng đá là vị trí nào? So, A, B or C? Mình sẽ chọn đáp án A, B hay là C. Sao? Mình chọn đáp án A, B hay là C con? Which position are you? Dạ. Hồ suy. C, I am in a different position. Chưa chính xác ha. Người ta đang hỏi mình cái vị trí thi đấu, mình phải trả lời chính xác cái vị trí mình chơi là gì. Trong bóng đá thì có những vị trí nào ha? Trong bóng đá của mình có những vị trí nào? Con chọn đáp án này cô. I chính xác, I am a goalkeeper. Goalkeeper là vị trí nào vậy Minh? Là tiền đạo. Ê, No. thủ môn. Thủ môn đúng rồi, goal là cái khung thành ha, keeper là người giữ. Goalkeeper là thủ môn. Very good. Number 4, câu số 4. Số áo thi đấu là số mấy? Which number are you? Chào cô. Câu số 4 đáp án của mình là gì? Chào cô số 4 đáp án của con là ai? I am 9. Chưa chính xác Minh. I am 9 là tôi B. 9 tuổi con. C hả? C là đáp án chính xác. I am number 1. Tôi mang số 1 ha. Người ta hỏi chữ number thì câu trả lời cũng phải có chữ number nha. I am number 1. Mang áo số 1. Rồi, câu tiếp theo. Read the story, look at the picture and fill in the blanks. Câu này chỉ cần nhìn tranh là cũng có thể làm cho cô được rồi ha. Let's start with the first picture. Bức tranh đầu tiên con sẽ điền vào chữ gì? Bức tranh đầu tiên mình sẽ điền vào chữ gì đây? Sao? Câu đầu tiên mình chọn đáp án nào. Đây. Trong những từ trên đây có từ Boss. nào mà mình chưa biết không? Những chữ này có từ nào con chưa biết không? Entrance key. Entrance là lối vào nha con. Là entrance là lối vào ha. Khu vực Hết vào rồi cái gì đó. con. Entrance hết rồi. Bus là đáp án chính xác ở bức tranh đầu tiên. Tiếp theo bức tranh số 2 nè. Entrance. Entrance, very good. Bức tranh số 3. Bức tranh số 3 của mình. Đây. Bức tranh số 3, con sẽ điền vào chữ nào? Woman. Woman, very good. Bức tranh tiếp theo.
là painting, Painting, những bức tranh. Đúng rồi. Tiếp theo. horse, Horse. Rồi, bên kia. notebook, Notebook. Tiếp theo con. chicken. Chicken. And the last one is Oh. draw. Very good. Rồi, mình đã đọc qua cái nội dung của câu chuyện này chưa con? Have you ever read the story? Have you ever read the story? Mình có đọc qua câu chuyện này chưa? Have you ever read the story? Con từng đọc qua câu chuyện chưa? Bởi vì câu tiếp theo có liên quan đến việc đọc câu chuyện đó con. Mình đọc câu chuyện được, mình mới đào làm được câu này. Sao? Mình đã đọc chưa? Con đã đọc cái câu chuyện này chưa? Rồi. Rồi, vậy cho cô biết xem câu chuyện này có cái tên phù hợp C. nhất của nó là tên nào. C. C, đáp án chính xác. Bad street to an art exhibition. What does it mean exhibition? Có không hiểu lắm. Vậy sao ta không chọn được câu C? Why? Vậy tại sao mới chọn được câu C ha? Con C rất đúng. Bởi vì câu A là không đề cập đúng không? Past art class không có đề cập trong bài. Câu B thì có trip nhưng ở đây là field. Field là những cái chuyến đi liên quan đến tham quan đồng ruộng đó con. Field ha. Rồi lý do mình chọn đáp án C là đáp án đúng là bởi vì bên đây con nhìn cho cô nha. My class have a trip to the local art museum. A field trip to the local art museum. Ở đây có một chữ đó chính là chữ art museum. Nó bằng nghĩa với chữ art exhibition. Được không? Exhibition. Cho nên là mình chọn đáp án C ha. Very good. Right. Continue. Tiếp tục. Part number 5. Read the story. Write some words to complete the sentences about the story. Rồi bây giờ mình sẽ tìm thông tin ở những cái câu trong cái câu chuyện này, sau đó điền vào cho cô từ câu 1 đến câu 5 bên dưới nha. Bắt đầu từ câu số 5. À, câu số 1 trước. So, have you ever done this exercise before? Have you finished this exercise? Mình đã làm bài này chưa con? Mình ơi, con đã làm bài này chưa? Have you ever... Rồi. Rồi, vậy là như cô câu Cái số 1 đi bài nha. năm này con hơi bị rối, nó khó. Vậy khó quá ha. Vậy con cứ thấy con nào cô làm được, cô làm trước cho cô. Câu một là Ben Friends. Ben friend, đúng rồi. Mình sẽ điền một chữ Ben friend ở đây. What does it mean Ben friend? Ben friend là có nghĩa là gì vậy con? Bạn thân. No, best friend mới là bạn thân. Pen là cây bút ha, friends là bạn, có nghĩa là bạn qua viết thư với nhau đó, có nghĩa là hai người đến từ two different country, từ hai nước khác nhau, sau đó viết thư thăm hỏi nhau ha. Cho mình gọi là pen friends, bạn bè qua thư từ. Continue number 2, câu số 2. Number 2, what is your answer? Câu số 2, đáp án của mình là gì? Dạ cô. Câu số 2 á Minh. Yoko gì 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 đó. Con chọn đáp án nào? Dạ Tìm cô, số thông tin 2 con trong chưa có bài. đáp án cô. Chưa có đáp án. Vậy câu số 3, câu số 4, câu số 5. Có con nào mình có đáp án rồi? Cô 3, cô 4. Câu 3, câu 4. Vậy cho cô đáp án câu 3, 4. Dạ câu 3 là every year, còn câu 4 là very pretty pink kimono. Rồi, ok.
Đây, đáp án của câu 4 nằm ở đây ha, và đáp án của câu 3 nằm ở đâu? Dạ. Đáp án câu 3 nằm ở đâu trong bài? Đây đúng không? Every year. Câu 3, câu 4 đáp án chính xác rồi đó Minh. Very good. Còn lại câu 2 và câu 5 cơ. Bây giờ mình nhìn Câu câu hai 2 công trước năm nha. nó lại qua con thú mua kiếm rồi. It's okay, I will help you. Cô sẽ giúp con câu số 2 nha. Câu số 2 Minh tìm cho cô cái chữ nào mà con cảm thấy là trong trong bài này sẽ xuất hiện. Có phải là chữ trend không con? Và chữ last week ha. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm chữ trend nha. Trend, 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 trend. Đây, câu này mình có chữ trend đúng không? Bắt đầu câu này có chữ trend. Last week ở đây. Rồi, bây giờ mình kiếm chữ last week. Mình đi về trước một câu hoặc là last week đi về sau một câu ha. Bây giờ mình đi từ trước nè. Trước cái câu last week cái câu gì? Every month they send a letter. Rồi, chữ letter xuất hiện rồi đây. Every month they send a letter. Bây giờ mình kiếm xem. Giữa chữ Yoko và chữ Chan là hai danh từ, cách nó phải là một cái động từ đúng không Minh? Hai chữ Yoko và chữ Chan không thể nào đứng kế bên nhau được, nó phải cách nhau một cái động từ. Yoko là một cái hành động gì đó cho Chan. Cho nên mình phải kiếm một cái động từ nằm trong cái câu cô gạch dưới đây ha. Vậy thì đó là động từ nè. Đó, câu cô gạch dưới màu đỏ. Send a Send. Đúng rồi, vậy mình sẽ điền vào chữ send, gửi cho letter. Jen một lá thư ha. Đúng rồi, tiếp theo number 3, câu số 3. Số 3 rồi, số 4 rồi, số 5, tới câu số 5. Her family had chấm 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 as the festival. Bây giờ mình phải kiếm chữ family trước. Family hát cái gì đó. Family thì nó ở chỗ là Yoko family also went to the park to see those beautiful flowers. Nhưng mà ở đây có chữ at the festival nữa nha. Có chữ at the festival nên mình phải kiếm thông tin nào mà nó có dính chữ the festival trong giọng luôn. Ba từ câu này đúng không? Câu cherry blossom mà nó đề cập đến festival là mình đó, tất cả những câu này đều đề cập đến lại cái festival ha. Đó, những câu cô gạch dưới đây. Rồi, con chú ý một câu cho cô nha. Chú ý câu này cho cô đây. Yoko family spend a great time together. Có chữ family xuất hiện. Vậy thì mình sẽ điền vào chữ gì đây? Spain. Spend là động từ. Ở đây mình có động từ A hát nên là mình great đúng time rồi. Mình sẽ điền vào chữ great time together ha. Her family had great time together. Có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Ra bài tập part number 6 kế bên. Mình đã làm xong chưa? together. Dạ, Rồi luôn đúng không? Vậy bây giờ làm cho cô luôn. B. B, one B. Tại sao lại là B ha? Dạ là many là rất nhiều cuốn sách Much many cũng là book nhiều đó con. Much cũng là nhiều nha. Much cũng là nhiều luôn. nhưng mà con thấy là many là họ không. Lý do là đơn giản thôi. Mình chỉ cần nói cho cô là bởi vì chữ Bởi book là vì danh từ số nhiều nên không có đi với chữ much được. Mà nó phải đi với many. Much đi với danh từ không đếm được ha. So many is the correct answer. Đúng rồi. Number 2. Number 2, what is number your two của con là A. answer? I difference. Tại sao là different ha? People. Different people là người khác nhau.
not như the hai cái answer. kiểu khác nhau. No, ở đây không có liên quan gì tới người khác nhau hết cơ. Ví dụ như mình muốn nói different thì chắc chắn phía trước phải có chủ đề same hay là cái gì đó. Nhưng mà trong trường hợp này không dùng different people, mình dùng là other people nha con. Other people, người khác. Other people. Number 3, câu số 3. Câu số 3 là của con là into. Làm từ cái gì đó. Make something from something. Be. Be là about. No. Make something from something. Ai. Ai đúng rồi. Làm từ cái gì ha. Make something from something. Continue number 4. Number 4. What is your answer? Đáp Number án câu số 4. là C. Đáp án câu số 4 là C. Are you sure? No, B. B. B chắc chưa? Chắc. Ok, number 4, the correct answer is A, bad. Number 4 là A nha con. Bởi vì ở đây không có so sánh hơn. Nếu như so sánh hơn mình mới dùng C. Và so sánh nhất thì mình mới dùng B ha. Rồi. Cái B á, nó là so sánh nhất của chữ A đó con. Này, được khoanh tròn nha. Bad là tệ, dở đúng không? Worst ở đây là so sánh nhất của chữ bad. Và worst ở đây là so sánh hơn của chữ bad. Trong đây mình đâu thấy cái chữ dan đâu đúng không? Dan có nghĩa là hơn thì mình mới dùng so sánh hơn. Nên câu suy loại. Ở đây mình không có chữ đờ luôn. Bởi vì công thức của so sánh nhất là mình phải có chữ đờ. Đó, phải có chữ đờ nha. Cho nên mình loại luôn câu B. Chỉ còn lại câu A thôi. Được không? C thì mình phải có chữ dan. B thì mình phải có chữ đờ. Nên mình sẽ chọn đáp án là A. Bad. Number 5. Câu cuối cùng trong bài nào. Cố lên. Là ơi. Number 5. A at the end in the story. Vào cuối của câu chuyện. Not in. Not in, không in ha. Cuối của câu chuyện mình dùng là at the end of. À, ghi nhớ cái này lại cho cô nha. Mình ghi nhớ cái này cho cô nha. At the end of something là vào cuối cái gì đó. Trong trường hợp này, at the end of the story là cuối câu chuyện nha. At the end đi với of. Luôn luôn nhớ cho cô là at the end cộng với of nha. At the end cộng với of cộng với một danh từ. Cuối câu chuyện. Hoặc là mình nói là cuối năm thì sao con? Cuối năm mình nói là sao? At the end cuối năm là gì Minh? Mình ơi, cuối năm là gì con? At the end of a story là cuối câu chuyện. Vậy cuối năm là gì? Cuối năm là gì con? Của năm là end. Không, cũng dùng at the end cho cô luôn. At the end of the story là cuối câu chuyện. Vậy cuối năm là at the end of. At the end of a year. Được chưa? Cuối tháng. Week. At the end of a week, đúng không? Không, quyết là tuần. Mấy tháng là gì? À, con vẫn chưa nhớ. Tháng là month, at the end of a month.
Rồi được ha. Thế là mình xong bài bài tập ôn số 3 rồi đó mình. So now let's continue with our speaking. Hôm nay mình sẽ cùng nhau ôn speaking nha. Ok, speaking. Tiếp tục phần speaking nè. Rồi, bữa trước mình đã so sánh tranh rồi, bây giờ mình sẽ đến câu tiếp theo. Right, which animal do you like the best in the zoo? Which animal do you like the best in the zoo? Mình thích con nào? Mình thích con nào nhất trong sở thú khi mà mình được dẫn đi sở thú? Which animal do you like the best in the zoo when your parents take you to the zoo? Mình thích con nào? Mình kể cho cô nghe nè. Do you like monkey, turtle, rabbit, giraffe, elephant, tiger, lion? Rồi, rốt cuộc thì mình thích con nào? Mình thích con nào đây? Dạ cô. Mình thích con nào đây? Dạ con thích con In sư the zoo tử nha. lại. Lion. So now tell about it. Con diễn tả ngoại hình của con sư tử cho cô nghe đi. Và thức ăn của nó là gì? Tại sao con lại thích con sư tử? Nói cho cô ba ý. Ngoại hình, thức ăn và lý do thích. Lion has hairy. Harry. Harry là có nhiều lông á con. Con sư tử mình không có dùng là hairy, mình dùng furry cho cô nha. Furry. Ừ. Lông là fur ha, nên mình sẽ dùng là furry. Rồi, lion is furry, rồi gì nữa? How about the color? The face, khuôn mặt như thế nào? Màu sắc, the color. Color the lion The color is of, yellow and orange. the color of Of the is lion is yellow and orange. yellow and orange. Very good. Why do you like the lion? Tại sao con thích con lion? Why? I like lion because they are very big. They are very big and And why không? gì nữa con? Cool, bởi vì nó cool đúng không? Because it is so cool. Ok. Ngoài ra còn Màu. lý do gì nữa không? Không. No. Hết rồi ha. Rồi vậy thì còn con lion, ngoài con lion ra con còn thích con nào nữa trong the sở thú in the zoo? What else? Besides lions, ngoài con lion ra. Besides lions, what kinds of animal do you like next? Ngoài con lion ra, mình còn thích con nào nữa không con? Besides lions, so what animal do you like? Besides lions, what animal do you like? Ngoài con sư tử ra, mình còn thích con nào nữa không con? No, hết thôi hả? Con thích con sư tử thôi hả? Dạ. Nói. Con thích con sư tử, con thích con nào nữa không? Anh
Dolphin. Dolphin, right. Why do you like dolphin? Cho cô biết lý do thích. Why do you like Like dolphin because they are beautiful dolphin? Oh, beautiful and cute. Very good. Ok, bữa sau mình sẽ tiếp tục với phần story ha, kể chuyện nha.